Chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Nerd, cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án iRobot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh, chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Horizon Land. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo chúng ta vào nút join group và các bạn được join vào group Telegram và cái channel nhựa đầu tiên. Chúng ta đã từng tham gia một round đối với dự án này nên anh em sẽ thấy là nhiều mạng xã hội các bạn đã join rồi. Ta mở tiếp kênh Discord này, YouTube, nói chung tất cả những kênh mạng xã hội còn lại các bạn mở ra cho mình nhé. Chúng ta join vào kênh Arop này, mở cái Twitter. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi đến với những nhiệm vụ ở đây. Xin em ít phút. Chúng ta nút đăng ký này. Và đến hỏi là what là cái đồng hồ, mình sẽ chọn đồng hồ nhé. Giờ mình join Discord. Twitter ta follow. Cái này thì phải cứ dùng close tweet rồi. Ta thêm username của Horizon Land. Các bạn tiến hành ấn nút like, ấn nút close tweet page đây này. Tweet này. Chúng ta về mở ra từng nhà. Follow. Follow các cái mạng xã hội này. Tìm được các bài đăng về dự án Horizon Land. Rồi ta tiếp tục điền email. Địa chỉ 20 các bạn dùng VTH ở trên chất Wallet hoặc MetaMask cho ta copy phần địa chỉ VTH. Sau đó bạn quay trở các bạn paste vào. Twitter link. Chúng ta copy phần profiling nhé. Copy profiling này. Paste đây này. Retweet link, các bạn copy phần link bài đăng chia sẻ, chúng ta có cắn username của dự án. Nên vậy I have a joy. Ở trong cái Discord chúng ta sẽ mở cái Discord ra để lấy phần username nhé. Ta copy phần username. Paste đây. Chọn I have a joy này. Kênh YouTube chúng ta ấn vào phần avatar và kênh của bạn. Copy phần profiling. Trở lại đây chúng ta paste phần profiling phía dưới đây. Chọn I have a joy này. Điền profiling của Facebook này, chúng ta ấn về từng nhà lấy phần profiling của Facebook nha. Paste đây. Chọn I have a joy. Chọn I have a joy. Join vào một trong ba nhóm iRope vào đây. Sau đó các bạn dần nút đôn. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án Horizon Land. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong tiếp theo.